Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một số món đang chuẩn bị đi về vườn na ở Lạng Sơn này. Đây là cái bộ ra hoa và cái thuốc để sử dụng để trị những con gây hại trên cây na như bọ trĩ và con bọ xít đấy, con rầy đấy. Cái số này sẽ về với vườn na ở Lạng Sơn làm việc với cây na trong thời điểm đang có nụ ra hoa nhé. Nó giúp cho cây na bật mầm chồi hoa và kích hoa cực mạnh này, hạn chế bị nghẹn hoa và chống bị rụng hoa sinh lý. Trong này thì nó sẽ làm mát hoa nhé, mát hoa, mập hoa to khỏe và giúp cho cây đậu trái nhiều. Na đây, ngăn ngừa khô hoa và rụng hoa này, giúp chống chịu với thời tiết bất lợi, giúp cho khỏe cây này, tăng khả năng thụ phấn và giảm rụng bông nhé. Phòng trị bọ trĩ này và con rầy xanh, con bọ xít luôn nhé. Một bộ 3 chai như này thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước và là bằng với khoảng tầm 20 bình đeo lưng, loại bình 20 lít đấy nhé. Và cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh nhưng mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên, để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.